Hôm nay thì được cô cho mỗi đứa một cục kẹo. Tại vì cô dạy hôm nay thôi là cô nghỉ dạy rồi. Trời thì lạnh quá nên đứa nào đứa nấy cũng phải mặc áo ấm thì mới học nổi. Ta nói gán học thêm tuần này nữa thôi là được nghỉ đông ăn Tết Tây đã luôn. Đang định nghỉ Tết làm chuyến đi chơi xa mà không biết đi đâu nữa nè. Nhưng mà thôi để đi vô siêu thị trước cái đã ha. Đây là một siêu thị trong những 80 cái siêu thị gần nhà của mình. Trong mùa đông này thì có rất là nhiều cái loại củ, như là củ khoai nè. Nhưng mà hôm nay mình sẽ đi chợ cho mọi người coi cái củ này. Mà cái củ này lần đầu tiên mình mới biết nó ăn được luôn. Lần đầu tiên mà mình thấy cái này mọi người, mình cũng không biết ở trong nó là cái gì nữa. Khi mà mình dịch ra tiếng Nhật á thì mình mới biết đây là củ của một cái loại hoa, mà cái loại hoa này á thì thường sẽ là màu vàng hoặc là màu hồng, và đặc biệt là hoa này sẽ có nhụy. Mà có ai lý giải được tại sao họ để mấy cái củ này trong cái bụi này không ta? Mà công dụng của mấy cái bụi vụn này là cái gì? Thấy bỏ hơi uổng quá, không biết có đem đi đắp mặt được không nữa. Thì cái củ này nó cũng hơi nhỏ nhỏ thôi mọi người. Cái củ này thì nó có từng cánh giống như là cái tép tỏi vậy đó, mà nhìn thì cũng giống như là cái bông. Mình thì không biết làm món gì nên cứ đem hấp thử coi ăn nó làm sao. Bởi giờ thì có rất là nhiều anh chị hay hỏi là cái vòng tay của mình đang đeo. Đeo lên tay thì rất là đẹp mà lại tỏa ra một cái mùi trầm thoang thoảng nữa. Vòng trầm này thì mình được làm theo vị Phật bản mệnh của riêng mình, nên lúc nào mình cũng thấy may mắn và thuận lợi hết. Cái này thì mình được làm bên vòng tay của Thanh Nhàn. Nãy giờ thì vẫn chưa nói cho mọi người biết đây là củ gì. Thì cái củ này là cái củ hoa của cây hoa li li. Mình cũng lần đầu tiên mới biết cái củ hoa li li mà nó ăn được luôn. Nhưng mà củ này nó béo với nó bùi cực kỳ. Cái củ ấu mà mình hay ăn á, mình thấy cái củ ấu nó không ngon bằng cái củ này luôn. Rồi biết thêm là nó giống với cái gì nữa không? Ăn vô bùi như là hột mít vậy đó. Mà nó có từng cánh à, mình gỡ ra ăn cũng tiện dữ lắm. Tính ra cái củ hoa li li này ngon chứ bộ ta. Hoa li li thì đã quá đẹp rồi, mà bây giờ củ li li cũng ăn được luôn. Chiếc vòng trầm này thì mình làm bên chị Thanh Nhàn đó mọi người. Đeo cái vòng trầm này mà ai cũng khen với hỏi suốt hết.